tôi là nhà cố vấn già, xin kể các bạn những câu chuyện về đầu tư. Khi nói đến đầu tư thì rất nhiều người phải học là về kinh tế, rồi mọi người lại nói là phải học về chu kỳ kinh tế, chính sách điều hành tiền tệ, tâm lý nhà đầu tư vân vân. Và cứ nghĩ rằng là mình là cái người không giỏi toán, không có giỏi về khoa học tự nhiên, cho nên là học mấy cái đó sợ rắc rối. Thực tế các bạn, học về chu kỳ kinh tế, vi mô là học về cái điều hành kinh tế của chính phủ, rồi sau đó thì mình học về chu kỳ điều tiết tiền tệ. Thì tất cả những cái chuyện đó thực ra nó không quá khó đâu các bạn. Nếu các bạn nghiên cứu thì các bạn thấy hoàn toàn không quá khó. Và khi mà mình học được chu kỳ kinh tế thì mình hiểu ở cái chu kỳ gì, nhóm ngành nào nó sẽ chạy, nhóm ngành nào được hưởng lợi thì nó sẽ chạy. Khi mình hiểu được như vậy á, thì việc đầu tiên là mình cầm tiền, mình đợi một cái cơ hội. Và khi mà tiền rẻ thì đó cũng là cái lúc mà thị trường nó bắt đầu tạo đáy. Tiền bắt đầu, lãi suất bắt đầu giảm dần dần. Thì tiền rẻ thì chúng tôi cũng vay tiền, chúng tôi đầu tư bình thường chứ không có vấn đề gì hết chứ. Miễn là cái lợi nhuận cái việc đầu tư đó có thể mang lại cái việc mình trả lãi. Tuy nhiên thì cái này nó cần cái là cái kỷ luật ở trong đầu tư, cũng như là đây là môn kỹ năng, thì nó tùy theo từng con người một. Tôi không khuyến khích các bạn đi vay để đầu tư nha. Tuy nhiên thì các bạn cũng phải gì, khi các kỹ năng của các bạn đủ và đúng chu kỳ kinh tế ha, thì các bạn sẽ hiểu. Thì chính vì vậy mà nó không quá khó, cho nên là các bạn phải tranh thủ học về kinh tế vĩ mô, vi mô là hành động của nhà đầu tư, hành động của tổ chức vân vân, và chính sách điều hành tiền tệ để giúp cho các bạn đón những cái cơ hội sắp tới rất là tốt. Nhà cố vấn già kiến tạo những nhà đầu tư độc lập.